32. Nhìn lên. Chính quỷ. Chính quỷ, tôi là Bành Lượng. Anh Lượng Tử. Lượng Tử. Chính quỷ, các cậu cuối cùng cũng về rồi. Chúng tôi còn tưởng bị giặc tập kích nữa chứ. Bành Lượng, chuyện thế nào rồi? Đại đội trưởng kêu tôi tới đón mọi người. Mọi người cứ yên tâm lên bờ đi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lên bờ thôi, lên bờ. Được, được. Chuyện này chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu. Bên bờ hồ không nghe thấy tiếng chiên tiếng súng. Không sao đâu. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng, chính quỷ và các đồng chí đã lên bờ hết rồi. Tốt. Rút. Đi. Đi. Các vị đi thông thả, thứ không tiễn. Cảm ơn sự tiếp đãi của ông. Cáo từ. Cao Kính Trai, hôm nay ông đã làm một việc tốt. Chúng tôi ghi nhận. Hy vọng ông nhớ những lời mình đã nói. Đừng cam lòng làm Hán Giang nữa. Nhất định, nhất định. Đi, đi thôi. Lão gia, mau báo tin đi, để đoàn cảnh vệ và hoàng quân đuổi theo. Đồ ngu. Ông ngu thật hay là ngu giả vậy? Làm như vậy không phải là đi báo cho người Nhật và Diêm Điền biết đội phi hổ lên bờ từ khu vực phòng thủ của tôi à? Đúng đúng đúng. Không thể báo tin. Lão gia, vậy thì có nên rút người của chúng ta về hết không? Tiếp tục canh giữ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đồ ốc heo ngu xuẩn. Có thể khôn lên chút được không? Ông lập tức tới bờ hồ, cứ canh giữ như cũ. Như thế không có chuyện gì xảy ra cả. Người Nhật không nói rút thì chúng ta không được rút. Dạ, lão gia, tôi hiểu rồi. Lão gia, vậy chúng ta còn đánh chiên nữa không? Ai nói không đánh? Đánh, tiếp tục đánh. Đánh mạnh vào. Dạ. Giặc và quân Ngụy toàn bộ xuất kích. Cả giặc trên đảo Di Sơn cũng tham chiến. Bao vây tập kích từ hai phía, bắt đuổi cả ngày, xông vào bụi lau sậy. Cả một sợi lông của đội du kích cũng không tìm thấy. Giặc không thể hiểu, chẳng lẽ đội du kích một cánh bay mất rồi sao? Tốt lắm. Lần này thì đã bắt được mạch của Cao Kính Trai rồi. Tình hình hiện tại vẫn rất nghiêm trọng. Đội du kích của chúng ta tuy đã lên bờ, chia nhỏ thành từng nhóm, 3 người một nhóm tản ra ẩn nấp, phát động quân chúng. Nhưng vẫn còn một số ít không thể vào thôn. Ban ngày thì trốn trong ruộng, tối đến mới được vào thôn kiếm chút thức ăn. Cả ngày không ngủ nổi một giấc. Cứ như thế này tôi thấy không được rồi. Bà con bị đội du kích giả làm cho sợ. Bọn họ vẫn thật lòng ủng hộ các cậu. Bà con cũng phân biệt được ai thật ai giả. Vậy thì chúng ta phải tiêu diệt lũ khốn kiếp này trước. Làm sao tiêu diệt? Chúng tới không hình đi không ảnh, tinh ranh lắm, không ai biết chúng là ai cả. Nào nào nào. Bánh bao nhân thịt, cải trắng. Khao các anh một bữa. Lần này may mắn nhờ có lão Hồng. Chính quỷ, anh nói vậy tôi không thích nghe đâu. Anh nói xem, mỗi lần anh và lão Hồng tới, có lần nào tôi cho ai nhiều cho ai ít đâu. Đúng vậy. Coi cô nói kìa, cho ai nhiều cho ai ít, trong lòng lão Hồng biết rõ nhất. Toàn nói linh tinh. Nè, đây. Phùng Nhi ở trong núi có khỏe không? Khỏe lắm. Bây giờ đang đi học ở đó. Cô biết cô giáo là ai không? Mai Nhi hả? Không phải. Là vợ tương lai của chính quỷ của chúng ta, Hải Hồng. Vậy sao? Đúng vậy. Vậy còn Mai Nhi? Mai Nhi bây giờ đang đi theo đội đánh du kích. Không về cùng được. Chờ chúng tôi ổn định rồi, quấy sẽ quay về. Các cậu cứ luôn miệng nói kế hoạch chu toàn thế nào. Nói gì mà đội phi hổ đã thành cá trong chậu rồi. Nhưng người đâu? Chúng bốc hơi như nước vậy. Các cậu giải thích thế nào đây? Đại nhân, chúng tôi canh phòng dọc theo hồ, căng thẳng như vậy. Tư lệnh Cao lại còn có thời gian rảnh rỗi về nhà ngủ. Lần này đội phi hổ biến mất, e rằng tư lệnh Cao khó mà thoát khỏi liên can. Ta khinh, Diêm Điền, Cậu đừng cắn lung tung như chó điên vậy. Không phải cậu cũng rời khỏi chốt gác chạy tới nhà tôi sao? Đội trưởng, anh có thể làm chứng cho tôi. Hồ Di Sơn bị phong tỏa nghiêm ngặt, anh đã tận mắt chứng kiến. Lần canh phòng này chủ yếu do đoàn cảnh vệ đảm nhiệm, dân đoàn chỉ hỗ trợ thôi. Đội phi hổ biến mất bí ẩn, đoàn cảnh vệ phải chịu trách nhiệm chính. Diêm Điền tôi phục vụ hoàng quân, luôn tận tâm tận lực. Đại nhân, ngài phải đối xử công bằng, mọi việc đều phải công chính. Cậu đang nói tôi không công bằng à? Hai người các cậu lui xuống đi. Dạ. Đội phi hổ đã lên bờ, cũng như hổ thoát khỏi lồng giam. Bước tiếp theo, hai vị có biện pháp gì? Báo cáo trung tướng, tôi sẽ điều đội hiến binh phong tỏa nghiêm ngặt các ngã đường. Cậu nghĩ chúng sẽ đi đường lớn sao? Matsuo, nói xem ý kiến của cậu thế nào. Dạ. Trung tướng, đội phi hổ dù đã lên bờ cũng không thể xông vào khu vực phong tỏa của chúng ta. Đội du kích đường sắt giả của chúng ta đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Chúng sẽ không có chỗ trú ẩn cố định, cứ phải trốn tránh suốt ngày. Nói tiếp đi. Cho nên môi trường sống của chúng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Không bao lâu nữa sẽ xuất hiện sự phân hóa tan rã nội bộ. Đến lúc đó chúng ta có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nắng chiều sắp tắt ở đằng Tây, mặt hồ Di Sơn thật lặng yên. Đừng hát nữa, ở trong hồ suýt nữa bị giặc, bị quân ngụy dây chết. Lên bờ thì không có gì ăn, không có đồ uống, anh còn có tâm trạng hát à? Đồng chí Dương Hổ, chính quỷ đã nói rồi, khó khăn chỉ là tạm thời thôi, phải có tinh thần chủ nghĩa lạc quan cách mạng chứ. Gian khổ chút đi, đồng chí Dương Hổ. Sao vậy? Lại phê bình tôi à? Gian khổ, không gian khổ thì ai lại chịu cánh này? Cứ nói suốt. Miệng cậu cứ lầm bầm, nói gì vậy? Tôi chữ đất cứng quá, đói bụng rồi. Tôi nói cho cậu biết, đồng chí Dương Hổ, cậu phải hiểu cho rõ, sự khổ cực này là do ai gây ra? Là kẻ địch. Cậu phải tiêu diệt địch, đánh bại địch, hận thù địch, có hiểu không hả? Cả ngày chỉ biết ở đó làm ba làm bầm, có tác dụng gì đâu chứ. Những lý lẽ đó tôi cũng biết nói, không nói nhiều danh nữa. Tôi mới không thèm nói với cậu đó. Anh Hổ, tiểu đội của chúng ta cũng xui xẻo quá. Mấy hôm nay chẳng vào được thôn nào, người dân đều coi chúng ta là đội du kích giả. Anh Hổ, chúng ta kiếm chút gì ăn đi. Đi. Dương Hổ và Trụ Tử đâu? Tiểu Pha, Tiểu Pha, dậy đi. Dậy đi, dậy đi. Anh Cường, Dương Hổ và Trụ Tử đâu? Không phải ở... Ở đâu? Người đâu? Tôi... Bánh bao mới ra lò, nhân dày vỏ mỏng đây. Vừa rẻ vừa ngon, ăn bánh bao đi. Cho 5 cân bánh bao. Có ngay. Hai vị cứ tự nhiên. Nào, cậu bán bánh bao. Có biết không? Hồ Bảo Trưởng, đây, quán của ông làm ăn khá ha. Không phải là đại đội phó Dương sao? Chú ý cảnh giới, rõ. Ra đây. Hai chúng ta nói chuyện một chút. Nào có, nào có. Nào, qua đây ngồi. Ông ngoan ngoãn ngồi ở đây cho tôi. Tôi nói sao ông lại vội vã đi như vậy? Thì ra đội viên của chúng tôi ở đây. Ông định đi báo cáo có phải không? Không dám, không dám. Không dám, không dám. Ông ngoan ngoãn cho tôi. Không dám. Ngồi yên đó. Người Nhật tới rồi. Chạy mau, chạy mau. Anh Cường, giặc tới rồi. Cầm lấy, qua bên kia ăn đi. Vào trong ngồi. Giấu súng đi. Cầm lấy. Không, không, tôi không ăn đâu. Tôi ăn no rồi. Không ăn cũng phải ăn. Anh, làm gì vậy? Bánh bao, bánh bao. Đi. Đại nhân, đại nhân, ngồi xuống. Thấy thứ ở trong bụng của anh em tôi không? Ngồi xuống. Ông muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, tôi muốn mời ngài ăn bánh bao. Khốn kiếp. Đừng mà. Tên khốn kiếp này, tôi bắn chết ông. Phó đội trưởng Dương, tôi không phải người. Tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa. Hồ ngưỡng ơi là hồ ngưỡng. Tôi không hiểu nổi ông. Ông gặp người Nhật Bản là xương cốt mềm nhũn ra thế này à? Tôi muốn bắn chết ông quá. Bắn chết ông ta phí một viên đạn. Vậy thì tha cho ông ta à? Tha cho ông ta. Không dễ vậy đâu. Phó đội trưởng Dương, tôi không dám nữa. Hồ ngưỡng, hôm nay tôi tha cho ông. Ông định cảm ơn tôi thế nào? Phó đội trưởng Dương, mạng của tôi là do cậu cho. Cậu là cha mẹ tái sinh của tôi. Cậu muốn tôi cảm ơn thế nào thì tôi cảm ơn thế đấy. Tôi nghe cậu. Được. Mấy ngày nay đội của tôi không có gì ăn. Hôm nay ông mời chúng tôi ăn một bữa đi. Được. Tôi mời các cậu. Được. 5 cân bánh bao, 5 cân màn thầu. Như vậy làm sao đủ? Lấy 50 cân bánh bao, 50 cân màn thầu. Được. 50 cân bánh bao, 50 cân màn thầu. Người ta nói ông Hồ là Hán Giang, sao mà giống chứ? Phó đội trưởng Dương, tôi xin cậu đừng nói nữa. Tích cực mời chúng tôi ăn bánh bao thế này, đây là hành động chống Nhật tốt, có phải không? Đừng nói nữa. Đúng vậy. Trong lòng tôi chống Nhật mà. Du quan cho người tốt là không được đâu. Ông Hồ là người tích cực chống Nhật. Chúng tôi phải loại bỏ những người nói sai lệch này. Chúng tôi có trách nhiệm phải vinh danh cho ông Hồ, có đúng không? Phó đội trưởng Dương của tôi ơi, trong lòng tôi luôn ủng hộ kháng Nhật. Làm ơn đừng mà, tôi xin cậu. Vậy sao? Ông Hồ thực sự là chống Nhật. Người khác nói ông ấy là Hán Giang thì làm sao mà được? Thực sự chống Nhật đúng không? Chúng ta đều phải học hỏi tinh thần chống Nhật của ông Hồ, đúng không mọi người? Đúng vậy. Tôi cầu xin cậu đừng nói nữa. Còn không đi mau. Đi thôi, giải tán. Đây, này, cầm lấy. Đem số bánh bao này cho nhóm của Lỗ Hán ở Lý Trang. Dạ. Qua đây, Tiểu Pha. Tiểu Pha ơi là Tiểu Pha, cậu dẫn dắt đội viên thế nào vậy? Giờ tình hình nghiêm trọng như vậy, trong đội quy định rõ ràng, ban ngày chú ý nghỉ ngơi, ban đêm mới hoạt động. Hôm nay Dương Hổ và Trụ Tử tự ý hành động, suýt nữa gây ra chuyện lớn, có biết không hả? Cái tình nhóc này, sao cậu lại như vậy? Tôi nói cho cậu biết, sau này chú ý cho tôi. Trong đội đã có người phản ánh rồi. Cái miệng của cậu lúc nào cũng dính dầu mỡ, ăn uống linh tinh, còn có giống đội du kích không hả? Sao đây? Không phục à? Tôi nói cậu biết, cậu đừng có không phục. Cậu mà cứ thế này thì sớm mất đầu cũng không biết tại sao đó. Anh Hổ, anh Hổ chờ tôi với. Anh Hổ, chị biết suốt ngày phê bình tôi ăn nhiều uống nhiều, không đi ăn thì ở đó chờ chết đói à? Nếu không phải chúng ta đi ăn thì bọn họ có bánh bao để ăn không? Đúng vậy, chị biết phê bình chúng ta thôi. Bánh bao tôi còn chưa ăn được bao nhiêu nữa. Có đồ ăn rồi. Đứng lại. Làm cái gì đó? Đi bán bò lão tổng. Đi bán ở đâu? Tới Lâm Thành. Hán Giang. Giặc đóng ở Lâm Thành. Các người tới Lâm Thành bán bò chính là Hán Giang. Đi. Lão tổng, đây là bò của mười mấy nhà trong thôn chúng tôi cùng nuôi. Tôi được nhờ đưa tới chợ Lâm Thành bán. Đừng nhiều lời, tôi không phải Hán Giang. Lão tổng, năm nay làm ăn thất bát, giờ chẳng có gì ăn cả, không qua được mùa đông năm nay, nên định bán bò để cứu mạng. Nếu anh dẫn bò đi rồi thì mười mấy nhà chúng tôi đều phải chết đói mất. Lão tổng, xin anh thương tình. Đừng hòng lừa tôi. Các người là bọn buôn bò, là Hán Giang bán bò cho Nhật. Tất cả bò này đều tịch thu hết. Đừng nói nhiều nữa. Lão tổng, tôi có chút tiền này, cậu thử uống trà đi. Chút tiền này là cái gì chứ? Nếu dắt bò về thì đủ cho cả đội ăn một thời gian. Lần này tôi nhất định sẽ được khen thưởng. Lão tổng, xin cậu tha cho chúng tôi. Đừng nói nhảm nữa. Ông không đi tôi bắn chết ông đó. Lão tổng. Chính quỷ, hai tên này lại không biết chạy đi đâu rồi. Anh Cường vừa dạy bảo cả buổi mà vẫn không chịu nhớ. Cần phải giải thích rõ ràng với họ mối nguy hại rồi. Chính quỷ vẫn phải để anh nói. Tôi không nói được nữa. Chính quỷ. Chính quỷ về rồi kìa. Họ về rồi. Có bò rồi. Các anh em giúp tôi dắt bò đi. Cậu chị đi đâu vậy? Tôi với trụ tử đi kiếm bò. Đủ cho cả đội ăn một thời gian rồi. Chuyện ăn uống không thành vấn đề nữa. Chúng tôi lập công rồi phải không? Giỏi lắm. Lần này anh em chúng ta có đồ ăn rồi. Kiếm được nhiều bò như vậy ở đâu ra vậy? Từ Tây Hán Giang. Hai người vào Lâm Thành rồi à? Không có. Chúng tôi thấy Hán Giang đang trên đường tới Lâm Thành. Vậy là chặn lại. Làm tốt lắm. Được đó. Lão Tổng. Lão Tổng. Lão Tổng mà. Lão Tổng. Lão Tổng, xin anh thương tình trả bò cho tôi đi. Cậu Hán Giang còn dám tới đây nữa. Dương Hổ, đừng làm loạn, cất súng đi. Lão Tổng xin tha mạng. Anh mau đứng dậy đi. Đừng gấp, từ từ nói. Lão Tổng, tôi không phải Hán Giang. Tôi tới chợ Lâm Thành bán bò. Nhưng hai người này cứ khăng khăng nói tôi là Hán Giang, còn cướp bò của tôi nữa. Tôi nói tôi không phải Hán Giang, hai người này còn nói muốn bắn tôi. Cậu Lão Tổng, mấy con bò này là của dân làng, vất vả lắm mới gom góp được, bán lấy tiền sống qua mùa đông. Nếu không còn bò, tôi còn mặt mũi nào về gặp dân làng nữa. Mạng sống của dân làng tôi đều phụ thuộc vào mấy con bò này nè. Các anh là người ở đâu? Tôi ở Lưu Trang, phía Tây Hạ Trấn. Anh mau dắt bò của các anh đi đi. Lúc nãy đồng chí của chúng tôi hiểu lầm anh là Hán Giang, giặc thường cải trang thành thương lái mua bò của người dân. Giờ anh đừng tới Lâm Thành bán nữa, càng không được bán cho giặc. Nếu bán cho chúng, chúng cũng không trả tiền cho anh đâu. Các anh nghĩ cách tới chợ khác bán đi. Mau dắt bò của các anh đi đi. Cảm ơn Lão Tổng, cảm ơn Lão Tổng. Lão Tổng, tiền này cho các anh uống trà. Chúng tôi là bác lộ quân, không lấy của người dân một cây kim sợi chỉ. Anh kiếm tiền cũng không dễ, mau mang về làm lộ phí đi. Cảm ơn Lão Tổng, cảm ơn Lão Tổng. Cảm ơn Lão Tổng. Đi, đi. Hai người kiếm bò như vậy à? Hai người lại đang cướp bóc đó. Về viết bản kiểm điểm, xem lại mình, không được tự ý rơi đội nữa. Những việc thiếu tổ chức, thiếu kỷ luật như vậy không được tái phạm. Ngày mai tôi sẽ họp toàn đội. Hai người ở cuộc họp viết bản kiểm điểm, tự xem lại bản thân đi. Tôi nói cậu đó. Chuyện này tôi đi kiếm bò cũng là vì cả đội mà. Không được khen còn bắt giết kiểm điểm nữa. Anh Hổ Tử, hay là chúng ta đừng làm nữa, đừng chịu đựng nữa. Đi, đi tìm Tiểu Pha. Anh Tiểu Pha, mấy hôm nay hai chúng tôi cứ muốn nói chuyện với anh. Hôm nay chúng ta nói chuyện đi. Dương Hổ, lại có chuyện gì nữa? Anh xem đội của chúng ta thế nào? Cái gì mà thế nào? Chẳng qua là khổ cực chút thôi, còn thế nào nữa? Tôi thấy đội của chúng ta sắp rồi. Suốt ngày cứ đi lang thang, ăn không ngon ngủ không yên. Chính quỷ lại quản lý chặt chẽ như vậy, mỗi người một suy nghĩ. Tôi thấy sớm muộn gì cũng tan rã. Nếu tan rã thì tốt nhất là nên tan sớm, để mọi người còn tính toán cho mình nữa. Cậu có kế hoạch gì? Bao giờ cái khổ này mới chấm dứt chứ? Nhớ lại hồi cướp tàu quả sướng làm sao. Phải đó, tôi cũng không muốn chịu khổ nữa. Làm cách mạng chẳng phải đều như vậy sao? Cách mạng, tôi đủ cách mạng rồi. Cầm 2 khẩu súng còn hơn làm cách mạng. Ăn uống khắp thiên hạ. Đúng vậy, làm một trận cho đã, chết cũng không uổng phí. Anh Tiểu Pha, anh em chúng ta rất hợp tính nhau, cho nên hai chúng tôi muốn bàn bạc với anh. Nói đi, cậu muốn làm gì? Anh em chúng tôi không muốn chịu khổ nữa, chúng ta bỏ đi đi. Đi với ai? Theo giặc à? Theo giặc thì là Hán Giang. Dương Hổ tôi không để cho người ta mắng chết được. Chỉ dựa vào 3 khẩu súng này của tôi, đi đâu mà không có ăn không có uống chứ? Nếu anh đồng ý thì chúng ta cùng làm, đảm bảo có ăn có uống. Anh Tiểu Pha, tôi thấy anh nghĩa khí nên tôi nói thẳng với anh. Được hay không anh nói một tiếng. Dương Hổ, tôi thấy việc này. Anh Tiểu Pha, anh đừng làm tổn thương lòng của anh em. Không thì đừng trách chúng tôi không nghĩa khí. Dù sao chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài, Lưu Hồng cũng sẽ lấy đầu của hai người chúng ta. Anh nói xem thế nào. Dương Hổ, tôi nói cậu nghe, thực ra tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nhưng mà dù sao bây giờ anh Hồng, chính quỷ cũng đã dẫn chúng ta làm được một trận. Cứ vậy mà bỏ đi thì không được nghĩa khí cho lắm, phải không? Hai người đối tốt với tôi không biết được sao? Sợ cái gì? Anh ta làm việc của anh ta, mình làm việc của mình. Chúng ta cũng đâu có làm Hán Giang chống đối anh ta đâu. Sau này chúng ta làm tốt, còn có thể giúp họ nữa. Đi đi. Được, được rồi. Anh Tiểu Pha, anh Hổ Tử, nhân lúc họ không để ý, chúng ta mau đi thôi. Đi thôi, anh Tiểu Pha. Nào, cạn một chén. Sau này chúng ta ăn hai đường. Nào nào. Nào nào, ăn đi, ăn đi. Xem còn cần gì nữa không? Không cần đâu, ông cứ xuống làm việc đi. Lui xuống đi, vậy tôi xuống trước đây. Nào. Đẩy lên, Hổ Tử. Bảo trưởng này có đáng tin không? Đáng tin, cứ yên tâm đi. Năm xưa hai chúng tôi ăn hai đường, thường xuyên tới nhà ông ta nghỉ ngơi, cất hàng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh Tiểu Pha, sau này anh em chúng tôi nghe anh. Đi theo anh, chúng ta sẽ ăn hai đường. Cậu xem cậu nói kìa, chúng ta đều là anh em, có phải không? Nào, nào, bà chúng ta uống một chén. Nào, cạn. Hổ Tử, tôi vừa nhớ ra một việc. Chúng ta cứ vậy mà đi thì không được. Tôi phải tới nhà của bác Dương ở Đông Trang lấy một chút đồ. Thời gian trước đây tôi đã gửi 10 đồng bạc ở đó. Cậu nói xem, nếu chúng ta cứ đi như vậy, túi không thể không có tiền tiêu. Anh Tiểu Pha, không ngờ anh còn có tiền riêng nữa. Làm anh đúng là ra dáng làm anh, chu đáo hơn hai chúng tôi nhiều. Anh Tiểu Pha, anh mau đi lấy đi. Không thì chúng ta cùng đi đi. Đừng để Bành Lượng tìm thấy chúng ta. Cậu xem cậu ta kìa, uống say tới mức nào rồi. Như vậy đi, cậu ở đây với cậu ta một lát. Tôi đi rồi về ngay thôi. Tôi đi đây. Nào, tôi ra ngoài có việc. Hai người này là anh em của tôi. Nếu có chuyện gì chẳng may xảy ra ở chỗ ông thì cẩn thận tôi đập nát đầu ông đó. Không có, không có đâu. Tôi và Dương Hổ rất hợp tính nhau, không có người ngoài. Ông cứ yên tâm đi. Yên tâm đi, đều là bạn bè. Anh làm xong việc thì mau quay lại nha. Được. Vậy đi. Đau đầu. Đau đầu quá. Uống chút trà cho giải rượu đi. Tiểu Pha về thì chúng ta đi ngay. Tiểu Pha về rồi, chúng ta mau đi thôi. Dương Hổ, đứng lên. Tình chết tiệt nhà cậu, lá gan không nhỏ ha. Dám làm kẻ phản bội. Đại đội trưởng, chúng tôi không phản bội. Không phải là đi làm Hán Giang đâu. Nhìn bộ dạng các cậu đi, độ du kích đường sắt bị các cậu làm mất mặt hết rồi. Tiểu Pha, tên khốn này, anh nói với đại đội trưởng đi, chúng tôi không phải là phản bội phải không? Cậu trốn việc chính là phản bội. Anh nói bậy. Đại đội trưởng, nói thật lòng, chúng tôi thật sự không có ý định phản bội. Hoàng Nhị lúc đầu không định làm Hán Giang, lâm trận bỏ chạy, không có gì để nói cả. Quy xuống. Sao phải quy? Dù gì cũng chết. Bắn đi. Tình nhóc cậu, xương cốt cũng cứng đó. Tôi cho cậu tọa nguyện. Đại đội trưởng, đừng mà. Cậu có biết lỗi không? Biết lỗi thì có ích gì. Để anh bắt được, coi như là số tôi xui xẻo. Chịu chết. Hay cho tình nhát gan cậu. Bây giờ tôi sẽ bắn cậu. Đại đội trưởng, tôi không dám nữa. Chúng tôi không dám nữa đâu đại đội trưởng. Anh Hổ, tình huống cậu. Dương Hổ, cậu nhận lỗi với đại đội trưởng thì chết à? Đại đội trưởng, tôi xin anh tha cho họ một cơ hội đi. Đại đội trưởng, cho chúng tôi cơ hội đi. Đại đội trưởng. Chuyện gì vậy? Lão Hồng, sao anh còn cầm súng? Đang làm gì vậy? Anh hỏi hai tên nhóc này xem định làm gì. Chẳng lẽ Hoàng Nhị không phải là bài học sao? Chính quỷ, chúng tôi không phản bội. Chúng tôi chỉ là không chịu nổi nữa thôi. Chỉ là muốn quay về ăn hai tuyến đường. Lão Hồng, điều kiện hiện tại của chúng ta đúng là rất khó khăn. Vài đồng chí có chút dao động cũng là bình thường. Lão Hồng, từ lúc ở núi Tĩnh Cương, Chủ tịch Mao đã đặt ra quy định tham gia cách mạng là tự nguyện. Muốn tham gia thì nói ra, chúng ta hoan nghênh. Không muốn tham gia thì cho người đó 2 đồng bạc, làm lộ phí không phải là được rồi sao? Đó là chính sách ưu đãi tù binh. Đúng vậy, anh cũng biết. Đến tù binh chúng ta có thể ưu đãi khoan dung, thì chẳng lẽ không thể khoan dung với họ sao? Lão Hồng, chính quỷ, chúng tôi không đi nữa. Biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Biết lỗi là tốt, hãy nhớ lấy bài học này. Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Thơm quá. Ăn chậm thôi. Ăn chậm thôi. Được được. Coi chừng nghẹn đó. Xem ra các cậu đã đói lắm rồi phải không? Bác à, không giấu gì bác, chúng tôi nấp ở trong ruộng, đói một ngày một đêm rồi. Không phải người dân không ủng hộ các cậu, chỉ là bị cái bọn du kích đường sắt giả kia làm cho sợ quá rồi. Tôi và Bảo trưởng Chu Tam ở Miêu Trang là họ hàng. Nếu không phải gặp được ông ấy đảm bảo các cậu là thật. Không thì tôi không dám để các cậu vào nhà đâu. Bác à, bác nói cái gì? Đừng nhắc nữa. Nhà chồng con gái tôi ở Lưu Trang. Tối hôm đó, bọn du kích đường sắt giả tới nhà con gái tôi, gọi mở cửa, không nói không rằng bắt cả nhà con gái tôi tới Lâm Thành. Bọn súc sinh này, chúng nó làm nhục con gái tôi trước mặt con rể tôi. Con gái tôi đâm đầu vào tường tự tử. Bác à, bác yên tâm đi, chúng tôi sẽ báo thù cho bác. Bắt được bọn súc sinh kia, lột da chúng nó ra. Đừng nói nữa, càng nói càng đau lòng, khiến cho các cậu ăn không trôi. Bác à, chúng tôi đã ăn no rồi. Không được, không được. Vẫn phải ăn đi. Từ nay, các cậu cứ ở đây đi. Nhà bà già này không có gì ngon, nhưng có thể cho các cậu no bụng được. Cảm ơn bác gái, chúng tôi thực sự no rồi. Bác gái, bác xem, chúng tôi ăn no căng bụng rồi nè. Từ lúc Lỗ Hán tôi xuống núi, đây là lần đầu tiên được ăn một bữa no như vậy. Cậu là Lỗ Hán. Cậu thực sự là Lỗ Hán. Tôi chính là Lỗ Hán. Tên súc sinh này, đồn hết đồ ăn ra cho tôi. Cho dù tôi nuôi heo nuôi chó, cũng không cho tên súc sinh cậu ăn. Bác gái, bác gái, bác làm sao vậy bác gái? Bác gái, trả con lại cho tôi. Mẹ nó à, bà làm sao vậy? Bác à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Bọn du kích đường sắt giả đó có một tên Lỗ Hán. Tối hôm đó gõ cửa nhà con gái tôi cũng là tên Lỗ Hán. Làm nhục con gái tôi cũng là tên Lỗ Hán. Chuyện này, bọn du kích đường sắt giả cũng có một tên Lỗ Hán. Đúng vậy, không chỉ có Lỗ Hán, còn có Lưu Hồng, Lý Chính, Dương Cường. Các cậu có ai thì chúng nó có người đó. Là tên khốn nào dám mạo danh ông đây vậy? Làm bẩn danh tiếng của ông đây. Thật vô dụng mà. Sao vậy? Anh nói xem, chúng ta đánh Nhật, đánh Hán Giang, bảo vệ người dân, nhưng cuối cùng lại bị đội phi hữu giả làm cho người dân không dám mở cửa cho chúng ta, còn khiến tôi bị đánh một trận nữa. Anh nói xem, đây là chuyện quái gì vậy? Cũng thật là, danh tiếng cả đời của anh em chúng ta lại bị bọn khốn này hủy hoại. Nói tới thật tức giận. Chúng ta nhất định phải giết bọn chúng. Ai mà chẳng muốn chứ. Nhưng mà đi đâu tìm chúng? Hổ tử từng nói với tôi với anh Cường, có một đội phi hổ giả. Thằng bé này thông minh lanh lợi, không chừng biết nơi của bọn phi hổ giả ẩn náu. Đi, bây giờ chúng ta tới Lý Trang tìm hổ tử, bảo nó dẫn đường. Tìm được bọn khốn đó, giết chết chúng nó. Chỉ ba chúng ta thôi sao? Phải, chỉ ba chúng ta thôi. Lỗ Hán, chúng ta làm như vậy có quá nguy hiểm không? Trước khi chúng ta đi, chính quỷ đã dặn dò nhiều lần, đừng làm anh hùng cá nhân, đừng mạo hiểm. Sao vậy? Anh sợ à? Sợ? Ai sợ chứ? Tôi chỉ là thấy làm như vậy nguy hiểm quá. Trước khi chúng ta ra đi, anh Hồng đã dặn dò nhiều lần, ba người một nhóm tản ra ẩn nấp, không được lộ diện. Hèn nhát không lộ diện, làm sao đánh bọn phi hổ giả được? Cho dù chúng ta muốn làm, cũng phải bàn bạc với anh Hồng chính quỷ đã. Không cần. Lỗ Hán tôi cần thể diện. Chuyện này xảy ra với ai cũng phải tức giận. Nếu anh sợ thì có thể không tham gia. Tôi đi một mình được rồi. Ai sợ chứ? Tôi chỉ thấy làm như vậy sẽ vi phạm kỷ luật. Được, không sợ là tốt. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm ra đội phi hổ giả, tìm ra tên khốn mạo danh tôi. Tôi phải giết chết hắn. Đi, tới Lý Trang. Được. Chú Lỗ, chú Lâm, mau vào đi. Được. Chú Lỗ, chú Lâm, sao các chú lại tới đây? Hổ tử, lần trước cháu nói có đội phi hổ giả. Đúng vậy. Vậy cháu biết bọn khốn này hiện đang ẩn náu ở đâu không? Không biết. Cháu cũng không biết à? Những người này tới không thấy bóng, đi không thấy hình, mỗi lần đều là đêm hôm vào thôn. Có một người chắc chắn biết tung tích của chúng. Ai vậy? Bảo trưởng Lý không phải là người tốt. Khi đại đội còn ở đây thì giả vờ ngoan ngoãn. Các chú vừa đi, ông ta liền bắt tay với bọn giặc Nhật, dẫn đội phi hộ giả đi khắp nơi bắt người. Người trong thôn căm tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Vậy cháu đã từng thấy đội phi hộ giả chưa? Lần trước Bảo trưởng Lý dẫn đội phi hộ giả đi khắp nơi bắt người, cháu nhân lúc đêm tối treo tường ra ngoài để nhìn thấy những người đó. Đội phi hộ giả đó có phải có một tên Lỗ Hán không? Bọn chúng ăn mặc giống hệt các chú trong đại đội. Người trong thôn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đều bị chúng bắt đi hết. Đi tìm Bảo trưởng Lý, đi. Chú Lỗ, chú Lâm. Bảo trưởng Lý là một tên Hán Giang cứng rắn. Các chú đi hỏi ông ta như vậy, ông ta sẽ không nói cho các chú biết đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Cháu cứ ý này. Ý gì vậy? Sao lại là cậu? Mau vào nhà đi. Mời vào. Mau, mời ngồi. Hai vị vất vả rồi. Nào. Mời uống trà. Chúng tôi không tới để uống trà. Nói, đã từng gặp bọn du kích giả chưa? Đội du kích giả? Chưa từng gặp. Tôi còn chưa từng nghe nói tới. Nói dối. Hôm đó nhóm Dương Cường đã chạm trán với bọn du kích giả ở Lý Trang. Ông là bảo trưởng của Lý Trang mà lại dám nói chưa từng gặp. Các cậu nói hôm rút lui vào hồ đó hả? Đó chính là bọn du kích giả sao? Tôi chưa từng thấy. Lúc đó tôi chỉ là giáp trưởng, chỉ đánh viên thôi, không có dẫn đầu ai cả. Làm sao tôi có thể gặp được chúng chứ? Hơn nữa, chúng tới rồi ẩn náu ở nhà, làm sao mà tôi biết được? Trong bọn du kích giả cũng có một tên Lỗ Hán, có nghe nói không? Không hề. Tên khốn đó chính là mạo danh tôi đây nè. Sau này ông phải để ý cho tôi. Nhất định tôi giúp cậu đi tìm. Nhất định sẽ tìm được. Hai vị ngồi đợi một lát, tôi bảo người nhà chuẩn bị tiệc rượu. Được. Đợi một lát nha. Mau đi báo với đại nhân Watanabe, nói bọn Lỗ Hán đang ở đây. Ta giữ chân họ trước, cậu đi bảo đội phi hổ giả mau tới đây. Được. Lỗ gia tử lượng cao, chuẩn bị nhiều rượu ngon vào đó. Dạ. Là tôi. Đi. Các vị chống Nhật thật là vất vả. Tôi kính hai vị một ly trước. Mời. Tôi nói Bảo trưởng Lý, đội phi hổ giả này khi nào tới? Nói thật lòng, tôi thực sự không biết là có chuyện này. Nhưng hôm nay Lỗ gia đã nói rồi, tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Họ Lý kia, ông đừng có trước mặt làm người, sau lưng làm quỷ đó. Giả vờ theo phe chúng tôi, thực ra lại một ruột với bọn giặc. Không có. Sao tôi lại không có khí phách như vậy chứ, phải không? Tôi nói Bảo trưởng Lý, ông cho rằng chúng tôi là đồ ngốc thật sao? Để ông đây tùy tiện trêu đùa. Đây là có ý gì vậy? Ông là chim gì biến thành chúng tôi còn không biết sao? trước đây. Tên già bẩn thỉu này dẫn đội phi hổ giả và người Nhật đi khắp thôn bắt người, giết hại dân lành. Hôm nay còn dám giả vờ làm người tốt với tôi, thật là mặt dày vô sĩ. Không có chuyện đó, tuyệt đối không có. Chuyện này không biết là ai nói, hai vị nhất định đừng tin. Ông tưởng chúng tôi không biết sao? Dù chúng tôi ngồi đây, còn ông đi sai người hầu, đi tìm đội phi hổ giả đúng không? Không có. Xin tha mạng, xin tha mạng. Giữ hắn lại, giữ tên súc sinh này lại làm gì chứ? Tôi tự có diệu kế, trói hắn lại đi. Sao rồi? Chú qua đây. Được. Sao rồi hổ tử? Tìm được chưa? Ở một ngôi miếu quan cách thôn 3 dặm. Tốt quá. Chúng ta lập tức báo cáo đại đội trưởng đi. Không, các chú tự đi. Sao? Tự đi? Đội phi hổ giả có mấy chục người lận, hai chú có đối phó được không? Cháu đừng có quản, chỉ cần dẫn hai chú tới đó là được rồi. Nhưng chính quỷ đã nói, địch mạnh ta yếu, không thể liều mạng. Trình độ chính trị của hổ tử còn cao hơn chúng ta đó. Hổ tử, các chú thăm dò tình hình thôi, không phải thực sự đánh nhau. Chỉ cần cháu dẫn các chú tới nơi là được rồi. Thật không? Thật mà. Vậy được rồi, đi theo cháu. Được. Nhanh lên. Nhanh. Bị chúng phát hiện rồi. Hét lớn, bảo chúng đầu hàng. Lỗ Hán, Lâm Trung, các người bị bao vây rồi, mau nộp vũ khí đầu hàng. Đại nhân sẽ cho các người một con đường sống. Anh dẫn người vào xem thử đi. Lên. Bắn, bắn đi, bắn chết chúng đi. Dừng lại, dừng lại. Không đúng. Sao người trong đó lại bị trói vậy? Hình như là Bảo trưởng Lý. Mau, vào xem thử đi.